Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với tập mới nhất mà một tập review phim của Phê Phim. Lâu lắm rồi không có. Và cái tập nửa năm rồi mình mới quay lại màn hình đấy. Đúng rồi nhỉ, từ clip Black Panther đúng không? Từ Tết giờ. Và quay lại không phải không có lý do đúng không? Bởi vì hôm nay là một tập rất đặc biệt khi mà bọn mình review phim Việt Nam và đây là lần đầu tiên. Phim này phim Song Lang. Song Lang. Mình chọn phim này cũng không phải là ngẫu nhiên đâu, vì nó làm cho mình khá ấn tượng. Đặc biệt là về khoản phim không hoàn toàn là thiên về giải trí, có thể nói là gần như loại bỏ hết yếu tố giải trí và diễn ra ở quá khứ, một thứ mà không xuất hiện trong nhiều phim, một thứ mà anh đã nghĩ là sẽ xuất hiện trong một phim khác là Cô Ba Sài Gòn nhưng mà không đạt được ý muốn của anh. Nhưng mà trước hết phải nói về nội dung phim nữa nhở. Nội dung của phim là về hai nhân vật chính, một nhân vật là anh Dũng Thiên Lôi là một nhân vật rất là bạm trợn và là một chuyên đi đòi nợ, rất là chuyên đi đòi nợ. Nhân vật còn lại là anh Linh Phụng là nhân vật rất là nghệ sĩ và là nhân vật cải lương chính của chúng mình, của phim mình. Và câu chuyện của phim là xoay quanh hai nhân vật này trong khi họ gặp nhau trong một đêm định mệnh, và từ đây mọi thứ bắt đầu. Anh muốn nói qua về cái làm anh ấn tượng nhất khi mà xem phim, đó là về hình ảnh, về ánh sáng, về những góc quay và về bối cảnh. Nói chung phải nói là tuyệt vời. Chưa bao giờ anh được đưa về quá khứ trong một phim Việt Nam nào mà anh cảm thấy rằng đúng rồi, mình không phải đang xem một bộ phim mà đây thực sự đúng là đang là Sài Gòn ngày xưa. Em thì ban đầu hơi băn khoăn đấy, có phải Sài Gòn ngày xưa không, em chưa bao giờ ở Sài Gòn mà. Nhưng mà nghiên cứu xem qua thì ok, đây đúng là Sài Gòn thật và cảm giác như mình lạc vào thế giới luôn, mình quên mất là mình đang ở thời hiện tại ấy. Thì cái em thích đầu tiên của phim này ấy, đó là nó làm cho em thấy cải lương là khá thú vị. Bởi vì em sinh ra ở thời này em không biết là cải lương thế nào là hay ấy. Xem phim này xong nghe bắt đầu thấy ok, có gì đó hay ở trong này. Đồng thời là cái phim này khiến cho em cảm giác em đang không xem phim Việt Nam, em không phải đang xem một cái phim gì đó người Việt Nam làm mà như là phim tầm trung của Hollywood làm ra. Và em nghĩ đấy là một lời khen khá là lớn cho phim Việt Nam bây giờ ấy. Và về những điều em vừa nói thì anh nghĩ là thực sự nên tán dương phim này, tuy anh có không đồng ý với em về một số thứ nhỏ nhỏ. Ok. Công nhận là cải lương được đưa lên một cái hình ảnh chưa bao giờ thấy trước đây. Chưa bao giờ có phim gì về cải lương trong thời đại mới này. Nhưng mà đặc biệt là về góc quay và cách edit phim thì anh thấy rằng nó chưa thực sự là cho anh thấy được cái đẹp của cải lương. Tại sao? Là anh thấy những cảnh nó rất bình thường về cả nhân vật nhá, lẫn cả những cảnh cải lương, thì đây đều là những nhân vật không quá là, anh không thấy được sự đam mê của họ thực sự, mà đây chỉ thực sự là công việc của họ thôi. Nhưng ngay trong một cái cảnh cũng bảo là đấy, chúng ta phải làm để kiếm tiền, thì cái màn trình diễn cũng không có cái sự nhiệt huyết đấy. Và anh nghĩ là để cho mình thích được cải lương thực sự thì phải cho những người kiểu sống chết vì cải lương. Nhưng mà đấy là ý kiến của anh thôi. Còn thực sự những ảnh rất đẹp, tuy nhiên chưa làm được anh thực sự thích cải lương. Nhưng mà có lẽ đó chỉ là anh thôi, đúng không? Em thì vì không sinh ra trong thời đấy, không biết cải lương như nào. Lần đầu tiên em được nghe từng lời thoại một ấy, em thấy nó thực sự là hay. Nhưng mà đồng thời, nhưng mà theo ý anh ấy, em cũng đồng tình đó là nếu như bây giờ cái cảnh về cải lương mà nó quay được như là phim Black Swan ấy, trong cái cảnh múa ba lê ấy, thì thực sự rất là thú vị. Anh nghĩ là cần nhiều năng lượng hơn trong cách quay thì nó sẽ có lợi hơn cho phim rất nhiều. Ok, còn bây giờ thì sang phần nhân vật nhé, là một phần anh rất muốn nói. Nhân vật và câu chuyện. Anh sẽ chắc là có phải lời khen với hai diễn viên chính, bởi vì hai người đều không phải là người có quá nhiều kinh nghiệm. Một người còn không có kinh nghiệm một tí nào là diễn viên đóng Dũng Thiên Lôi, Lê Bình Phát. Anh ấy là MC và đây là lần đầu tiên anh ấy đóng vai một nhân vật chính trong phim nào đó. Thế thì chúng ta hơi phải khoan nhượng với anh ấy một tí đúng không? Bởi vì em thấy là có cái phần nó hay ra là anh ấy lần đầu tiên làm diễn viên nên là không biết phải làm gì rõ ràng. Nên là đạo diễn bảo gì là phải ngoan làm theo ý, không được phép diễn thực sự theo ý của mình. Nhưng mà em cũng phải khen luôn nhá, nhân vật Dũng Thiên Lôi là một nhân vật cực kỳ khó. Bởi vì anh ấy có cái nội tâm rất là mâu thuẫn với cả cái vẻ ngoài của mình hay công việc của mình. Công việc của anh ấy là phải đi đòi nợ, nhưng mà nội tâm anh ấy lại rất là yêu người, rất là hiền lành và rất là thương người. Thế nên là chúng ta có thể thấy là trong mỗi một cảnh khi anh ấy phải thực hiện công việc của mình ấy, trong cái mắt ấy, nó đều có sự giằng xé tâm lý. Và nếu mà để mà thể hiện được cái con mắt đấy, em thấy điều rất là khó. Và trong phim ấy, nếu như mà để ý đến cái đoạn mà quan trọng ấy, giả dụ như đoạn còn hoa quả này, hay là đoạn ở trên sân thượng này, mà nhìn vào mắt ấy, em thấy đấy là một điều rất là giằng xé trong tâm rồi. Em thấy đấy là một điều rất là đáng khen ở anh Dũng Thiên Lôi. Anh công nhận với em về hai cảnh em vừa nói. Nhưng mà đó, anh muốn được nhìn thấy cái đấy nhiều hơn. Và nhưng mà thôi, đó là một vai như em đã nói, cực kỳ khó. Và cho một cái người chưa bao giờ đóng phim như anh ấy thì đây là một màn trình diễn đối với anh là chấp nhận được. Right. Còn về Isaac thì Isaac làm anh cũng khá bất ngờ. Cái bất ngờ lớn nhất của em về Isaac trong phim này là em không nghe nhạc của anh ý nhá. Em cũng không xem mấy phim có liên quan đến anh ý. Nhưng mà lần đầu tiên em ấn tượng với Isaac trong phim này đó là khi anh ấy lần đầu tiên hát trên sân khấu.
hát trên sân khấu mà để cái nốt nó trầm dài ngân như thế, xong rồi vút phát lên một cái. Đấy là cái lúc mà cả giá bắt đầu hồ. Chúng ta có thể thấy rõ được công tập luyện của anh ấy. Dạ. Được đền bù xứng đáng. Nhưng mà mỗi tội là diễn viên thì rất là cố gắng và rất là đạt, hai nhân vật chính rất là ok. Nhưng câu chuyện được kể thì nó lại hơi tầm. Mà quan trọng nhất là cái đêm đấy, cái đêm định mệnh đấy, cái đêm quan trọng nhất thì là không tới. Đúng rồi. Anh công nhận không? Đúng. Cái đấy là cái vấn đề lớn nhất của anh với phim. Đấy. Khi mà để mà mình cảm thấy bị thuyết phục bởi phim thì mình phải cảm thấy bị thuyết phục bởi cái mối quan hệ này. Và nó chỉ diễn ra trong đúng một đêm. Thì đây là một lựa chọn khá là táo bạo của nhà làm phim. Nhưng mà để thành công thì cần một cái sự cao tay, có khi là không nhiều đạo diễn trên thế giới này có thể làm được. Anh nghĩ là như thế. Thì ngay từ cái cảnh mà hai nhân vật bắt đầu có sự kết nối với nhau, đó là cái cảnh hai người chơi điện tử ấy, thì anh nghĩ đó là cảnh ấn định mà thực sự phải có sự trau chuốt thì anh mới có thể tiếp tục đầu tư vào cái câu chuyện này được. Và anh cảm thấy nó chưa đạt. Em thấy cảnh đấy kịch bản hơi bị sơ sài. Ừ. Bởi vì rõ ràng là hai nhân vật có thể kết nối với nhau một cách gọi là nhỉ? Nhiều cảm xúc hơn, mạnh liệt hơn ấy. Nhưng mà chỉ việc chơi game thôi nó cứ thế nào. Đúng, nó mới làm anh nghĩ đến cái việc mà phim Việt Nam hay gặp phải, đó là không đầu tư nhiều vào các khoảnh khắc nhỏ. Ví dụ như khi em xem một phim thì Việt Nam thì sẽ ít khi là nghĩ lại được về các cảnh mà làm cho em ấn tượng. Thì cảnh này đáng lẽ là một cảnh có thể là một cảnh rất hay. Nhưng mà anh cảm thấy rằng về kịch bản nó quá đơn giản, chỉ là cho hai nhân vật kiểu nhìn một cái màn hình và thực sự tập trung. Nhưng mà khi mà mình xem ấy thì rõ ràng hai ông này đang đóng phim chứ không phải là đang thực sự chơi điện tử. Gọi là đạo diễn bảo là căng thẳng lên. Đúng rồi, sau kiểu bấm loạn lên ấy, rồi mình không cho mình nhìn màn hình. Rồi tự nhiên Dung Thiên Lôi đứng lên và gào thét là à mày chết chưa. Anh cảm thấy nó rất gượng gạo. Những cảnh bóng đá trong phim Việt Nam cũng thường rất là gượng. Yeah. Nhưng mà nhìn rất là fake. Đúng rồi. Ngoài ra có một cảnh nữa anh nghĩ là đã có thể rất hay, là cảnh nhìn thấy bà ca sĩ mù hát hàng rong. Và cảnh đấy cũng hơi hởn một chút, đáng lẽ có thể rất mạnh mẽ. Yeah. Có thể dẫn đến sự kết nối nhưng mà thiếu. Cho nên về cái mối quan hệ này, về buổi tối này, kết hợp với cái lời thoại anh thấy chưa quá tốt nữa ở tầm trung, thì đáng lẽ là một chỉ có một tối mà thì lời thoại phải rất xuất sắc đúng không? Thiếu xuất sắc thôi là coi như là không đạt rồi. Cho nên cái kết anh thấy tuy rất hay, cái kết rất nghệ thuật. Em đã bao giờ thấy cái kết nào trong phim Việt Nam mà có cái sự gọi là song song giữa một vở kịch và cái thực tế ngoài đời chưa? Như thế chưa? Cái kết này em đánh giá rất là cao đấy. Nó sắp xếp một cách rất là hiệu quả, vì là chúng ta ít khi nào được thấy sự đối lập giữa hai nhân vật thông qua từng cảnh cắt liên tục như vậy được. Nhưng mà bởi vì cái phần giữa anh vừa nói nó chưa tới, nên là cảm xúc mình chưa đủ cao để khi mà đến đoạn này nó đạt đỉnh điểm. Đúng. Cái kết rất hay nhưng mà cái chặng đường tới đó thì nó cứ vừa tầm tầm, nó không được lên đây. Yeah, cho nên cái kết không có được cái hiệu quả như mong muốn. Nhưng em khá là ok về cái kết này. Anh thích nó. Lúc đầu anh xem thì anh không thích bởi vì anh nhớ lại là về cái phần trước. Nhưng mà khi mà đã nghĩ lại về phim một cách khách quan thì anh coi đây là một cái kết tốt. Vâng. Tuy đã có thể hay hơn rất nhiều nếu mà phần hồi 2 được làm tốt hơn. Đúng rồi. Bởi vì em thấy là cái kết này với cả cái đầu của phim, cảnh đầu tiên mở ra phim và cảnh cuối cùng của phim nó là một. Và khi mở ra phim như thế và kết phim như thế, mình cảm giác đây là một cái phim rất là trọn vẹn. Và cảm giác trọn vẹn thì hiếm phim Việt nào có. Phim Việt thường bị mắc phải cái bẫy đó là kể nhiều quá mà thể hiện thì ít. Toàn kể bằng miệng, lời thoại kể hết sạch cả phim ra rồi chứ còn thể hiện đi rất là yếu. Và bây giờ với cái phim này nó thể hiện được ban đầu và thể hiện được cái kết mà không cần lời thoại. Cảm giác thế rất là tuyệt vời rồi đấy. Anh cảm thấy nhá, thì phim này lại thể hiện hơi ít. Thật á? Yeah. Em thấy hồi 1 như thế nào? Dài, buồn ngủ. Em xem toàn bộ hồi 1 em cảm giác không biết đến khi nào phim nó vào mạch chính ấy. Cảm giác là không biết phải theo dõi nhân vật nào, đến cái gì ra sao mà cả đoạn đầu Dũng Thiên Lôi đi khắp thành phố rồi, xong mãi sau gặp Linh Phụng. Đấy, cảm giác nó không có cái mạch chính của phim mà cảm giác sẽ buồn ngủ. Thế thôi. Đúng rồi. Anh sẽ đóng góp thêm là cái phần 1 cũng làm anh buồn ngủ. Và như thế là cũng dẫn đến phần 2 là bởi vì cái phần thiết lập nhân vật anh thấy cũng chưa thực sự tới. Đúng rồi. Như là Dũng Thiên Lôi, với bất cứ phim nào như vậy, khi mà mình đã có một nhân vật mình cần quan tâm nhá, thì câu chuyện dù thế nào thì mình vẫn rất là hấp dẫn bởi phim, đúng không? Và đi đến cùng thì cái nhân vật Dũng Thiên Lôi này chưa thực sự cho anh được một cái sự để khiến anh đầu tư vào anh ấy. Về quá khứ, anh xem xong phim thì anh vẫn chưa hiểu rõ ràng là quá khứ của ông này như thế nào. Dẫn đến những cảnh như là khi mà nói chuyện với Isaac, bảo là cải lương là một cái nghề gọi là thế nào nhỉ, bạc bẽo đúng không, và anh này rất ghét cải lương. Anh thực sự chưa hiểu tại sao
là ngày xưa là ông này bị bắt diễn hay không được, hay là bị bất công như thế nào đúng À, không? em hiểu ý anh rồi. Ừ. Thì em thấy nhá, phim thể hiện rất đủ, là khác. Những cái chi tiết đấy được Ừ. kể lại, nhưng mà vì nó được kể lại ấy, chứ nó không phải được thể hiện lại. Thế là những cái chi tiết cần thiết thì nó không thể hiện mà nó lại kể, thay vì nó thể hiện. Còn những cái chi tiết như kiểu đoạn cái đêm này, hay là cái đoạn cái liêm cuối cùng ấy, thì rất là cố gắng. Có nghĩa là em cảm giác phim này rất cố gắng làm đẹp một vài khoảnh khắc thôi, còn phần còn lại cứ tầm tầm. Thế là lý do vì sao anh cảm giác nó cứ tầm tầm thôi. Anh nghĩ là nhà làm phim bắt người xem phải suy đoán hơi nhiều về quá khứ của họ. Đặc biệt anh thấy Isaac cũng cực kỳ như thế luôn. Thứ duy nhất chúng ta biết về quá khứ Isaac là khi anh ấy ở sân thượng và kể lại. Ok, và nhìn thấy bụp một phát vào mặt thì hơi bất ngờ, hơi nhiều thông tin quá trong một khoảnh khắc. Và cũng không có hiệu quả Mà phần rõ đầu ràng tiên. phim có rất nhiều thời gian để làm những điều đấy nhá. Giả dụ Đúng. như là cái lúc mà anh thì trong quán ăn, Ừ. đoạn trong quán ăn có thể thể hiện qua cái lúc đấy đúng không? Nhưng mà lại không làm. Thực ra phim cũng hơi ngắn nên là anh nghĩ là đã có thể lợi hơn nếu mà tăng thời lượng lên một tẹo. Hoặc là em thì lại thấy phim vừa đủ. Em thấy Ừ. phim khá là vừa đủ. Ừ. Nhưng mà cho nhiều chi tiết hơn một tí, chứ không phải kể. Nếu thế Kể thì nhiều càng quá nó không tốt, hay. nếu thế thì Đó. càng tốt nha. Ok, em thế về chung thì em nghĩ sao về phim? Em đánh giá phim khá là cao so với thang điểm hiện tại của em không thiên vị nhá. Ừ. Phim Việt em khá là thiên vị, nhưng mà so với phim này em cảm giác nó là tầm này của Hollywood. Thế cái so với kia là gì? Đâu nhỉ? Phải có cái Đây mốc chứ đúng đây không? Thì ông chỉ theo tôi biết là chắc 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 tầm này sẽ là Twilight cái Saga. Còn dạng. đây sẽ là phim này. Wow. Thế phim hay nhất mọi thời đại đâu? Phim tôi lại cho là trên kia. Ok. Vâng. Nhưng mà Yeah. thế là đáng khen rồi. Vâng. Anh thì cũng rất đánh giá cao phim như anh đã nói ban đầu rồi đấy, về cái sự nỗ lực cố gắng là tạo ra một phim không quá chiều lòng khán giả mà đi theo rõ cái tầm nhìn đặt ra ban đầu của mình. Và phim đã cố gắng là nói về nhiều vấn đề như là một là tình yêu này, cải lương này, rồi thể hiện cả Sài Gòn xưa này. Tuy nhiên thì mỗi phần lại chưa được thực sự đến cái mức Nó cứ tầm tầm không đến tiềm đến năng rất được. nhiều nhưng mà chưa chưa đạt đến được. Ví dụ như cả tình yêu lẫn cải lương đều chưa tới. Nhưng mà anh vẫn rất trân trọng phim vì đã cố gắng và anh nghĩ đây là một bước cực kỳ Đột là phá. yes. Và nó là anh tin vào tương lai của phim Việt Nam sau phim này. Em cũng Đúng thấy thế, em nghĩ là sau cái phim này em cảm giác như không? là nếu như các phim sau này mà tầm tầm như thế này thì phim Việt Nam chuyển sang trang mới rồi đấy. Yeah. Và chúng ta nghĩ là đang rất gần rồi. Sắp tới có phim gì nhỉ? Làm vợ của em. Và phim này có nhiều thứ để nói đấy nhỉ. Anh xem chưa? Rồi. Ok, Nhưng sắp tới đi. mà thôi chúng ta đừng nói với nhau là nghĩ gì về phim nhé. Để hôm đấy bàn luận nhé. Ok. Và cái đó sẽ ở trong video sau. Còn bây giờ thì Wrap up. Nếu đây là lần đầu các bạn đến với phim, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và đừng quên nút chuông nhỏ bên cạnh nút sắp để không bỏ lỡ những video của chúng ta. Thì là anh Giang và mình là Samurai và xin gặp lại các bạn trong lần tới. Đoạn em nói chắc là phải tua chậm lại. Còn ok, tạm biệt nha. Peace. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.